sông lại ngày sau hết. Từ bụi đất và trong xác thân, tôi chiêm ngưỡng đấng cứu độ tôi. Kia hạt giống nào được gieo xuống đất, chờ ngày kết nụ chỗ trái đơm hoa. Từ trong cát bụi ngài cho tôi sống, kiếp sống thiên thu trên trời cao. Nguồn hạnh phúc nào làm tôi say đắm, niềm cậy trông nào tại chốn dương gian. Dẫu đôi mắt phàm một lần chưa thấy, đấng đã yêu tôi chết vì tôi tin rằng đấng cứ chuộc tôi hằng sống. Tôi tin rằng tôi sẽ sống lại trong xác thân. Tôi chiêm ngưỡng đấng cứu độ tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.